Phép thuật Wings, bướm tiên. Lương, tiên nữ ngọn lửa rồng thiên. Milsa, tiên nữ âm nhạc. Techna, tiên nữ công nghệ. Rora, tiên nữ thiên nhiên. Stella, tiên nữ ánh sáng. Aisha, tiên nữ sóng biển. Wow, nhìn nè, trang phục bướm tiên của chúng ta thay đổi rồi. Có chuyện gì vậy ta? Đây là bướm tiên pha lê. Sức mạnh của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi băng tuyết phép thuật. Nó đang bảo vệ chúng ta. Chúng ta phải đi tìm Sky. Nhưng mà dưới này tối thật đó.